Hello, chào các bạn nhé. Rồi. Đấy, cuộc sống mình thì là đang phải tự cách ly ở nhà một tuần, bởi vì là lúc mà trước khi ra về ấy, thì là Hùng Kaka và Quang Linh ấy, cũng test là lên là cũng bị dương tính các bạn ạ. Đâm ra là mình sẽ tự cách ly ở nhà thêm 7 ngày nữa. Nhưng mà cái như mình biết ấy, thì là bác sĩ bảo với mình là cái trường hợp của Linh và Hùng, cái chỉ số CT bây giờ nó đang ở chỗ mức 30, 31, nó rất là thấp, hầu như là đã khỏi bệnh rồi. Nhưng mà vẫn động viên anh em là thôi thì là cố gắng cách ly tiếp để cho làm sao nó âm tính hoàn toàn, cho nó vì đảm bảo sức khỏe của mình, vì đảm bảo sức khỏe của cộng đồng nữa, nên là cứ phải vào khu cách ly tiếp tục mà cách ly thôi. Đấy. Còn mình thì bây giờ cách ly ở nhà thì cứ trà cháo từ sáng đến tối. Đấy, ăn thì là có các cháu cũng để ở cửa ấy. Rồi là cũng tự ra tự lấy, bởi vì là cũng không muốn tiếp xúc nữa. Người xung quanh về đây là một mình một nhà luôn. Đấy. Nếu mà đáng nhẽ ra ấy, nếu mà cả Linh, cả Hùng mà cùng về với mình ấy, thì là cũng cùng về đây, về cách ly tại đây cùng với cả mình luôn. Bởi vì là sau khi ra cái nơi cách ly đấy thì ai cũng phải là về nhà cách ly thêm nữa. Đấy. Nên là rất là cũng hơi là buồn. Cũng hơi là buồn khi mà có ba anh em đi thì là hai anh em lại ở lại không được ra ngoài. Nó cũng bị nhỡ mất một số cái dự định, cũng không phải là nhỡ, và bị đẩy lùi lại một cái số cái dự định của mấy anh em. Đấy. Hôm nay là ngồi ở nhà buồn quá đi, hai hôm rồi ngồi ở nhà không biết làm cái gì. Ngoài là cứ ăn rồi xong là ra loanh quanh đi lau nhà, tắm xong thì đi giặt quần áo xong thì đi vào ngủ. Đấy, nên là hôm nay là quyết định là lên là cũng chia sẻ tâm sự với cả các bạn về một cái câu chuyện hôm nay là mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, là câu chuyện là một cái câu chuyện về cơ duyên của mình, làm sao như thế nào mà để bắt đầu từ đâu mà gặp được tem đấy, gặp không phải gặp được tem mà là cơ duyên gặp tem đấy, hôm nay là gọi là cơ duyên gặp tem đấy. Mà tí nước nữa cho nó trôi giọng rồi kể đấy. Thì là cũng tầm này tháng 1, cũng chưa Tết đâu, tháng 1 năm ngoái thì mới bắt đầu là mình gặp Hùng Kaka đầu tiên. Hùng Kaka thì là có chị vợ, một người chị họ, anh họ đấy, thì là cũng quen biết với cả mình, là cũng là người anh trong nhà ở dưới nhà mình. Đấy, thì là bắt đầu là cũng qua người anh họ đấy thì là Hùng Kaka là về thẳng ở nhà mình ở dưới cái chỗ mà mình anh em mình hay tụ tập ấy. Đấy, thì là mới đầu thì là gặp Hùng Kaka, giới thiệu là Hùng thôi, mình cũng không biết là Hùng Kaka hay là ai đâu, là như thế nào đấy, bởi vì là mình cũng từ đấy là mình cũng không theo dõi và cũng không để ý Quang Linh hay là Hùng hay là Đông, không biết, hoàn toàn không biết, chỉ biết mỗi Linh hai tập đấy, là một cái tập mà tập Linh cho các bạn ăn mù tạp đấy, cho Linh đồ đấy, ăn mù tạp đấy, tập đấy mới cả tập đám cưới đấy, là mình chỉ biết đến Linh là hai qua hai tập đấy thôi. Còn Hùng Kaka và Đông Bao Lù lúc đấy là mình chưa biết, hoàn toàn chưa biết mặt đấy. Thì là Hùng Kaka đến trước, hôm đấy là nhà mình cũng ăn cơm rồi, thì là bắt đầu là Hùng Kaka bắt đầu mới đến muộn, là cũng là từ từ xa đấy, từ trên Lumpang Ku xuống ấy, nó khoảng tầm 8 giờ tối
8 giờ tối thì trước khi xuống thì là cũng có người báo là có người có khách, mình chỉ biết là có khách thôi. Thế là mình vừa ăn cơm xong là cũng có khách à, ở đây thì có khách thì là lại về ra tủ lạnh là mở ra lấy miếng thịt bò để thái ra, chỉ còn mỗi thịt bò là để ăn lẩu, lẩu mỗi lẩu bò mới có lẩu bò mới có ít rau thôi. Nên là vùng ca ca xuống nên là tối lúc đấy là bắt đầu làm quen. Làm quen là uống mình cả Hùng với cả một bạn nữa, nên là ngồi nên là tiếp tiếp Hùng ca ca khách mà. Vừa xuống uống rượu mà uống hết là khoảng tầm ba người uống hết khoảng tầm hai chai như thế này. Hai chai rượu như thế này. Thì là đến lúc mà Hùng ca ca là đứng dậy để em đi vệ sinh ấy, nên là bắt đầu là bê chống tay vào tường là đi men, là cứ bám 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 tay vào tường là cứ đi 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 men nha, đi đi men theo tường đấy, đi men theo tường, đi 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 men theo tường là đi, tôi em đi vệ sinh thế là đi vào đi ngủ luôn, đi vào đi ngủ luôn. Thế là ngày hôm sau là bắt đầu là sáng dậy ăn, đi ăn sáng thì bắt đầu mới nói chuyện, họ bắt đầu mới nói chuyện tiếp, là hỏi hỏi Hùng. Hùng là cũng chia sẻ là bọn em ở trên Lubangu thì là Linh thì bảo em xuống đây sớm trước 2 tuần, xuống chỗ Huambu, chỗ nhà mình ấy, và để thuê nhà thuê địa điểm rồi là các thứ là xong xuôi hết thì là bắt đầu là anh em bắt đầu cả tem ở trên đấy bắt đầu mới dọn về, là dọn thẳng về nhà luôn đấy. Thế là 2 tuần, bảo hơn 2 tuần. Thế là mình bảo một cái những cái việc gì phải xuống sớm đấy, xuống sớm trước 2 3 ngày là được. Bảo không, bọn em chưa quen chưa biết gì ở dưới này, đêm mà xuống sớm em bảo không cần biết. Thế là bây giờ cứ ở đây ăn chơi với cả anh đấy, đi chơi với cả anh rồi là đến lúc khi nào mà đội ở dưới đấy gần lên thì anh nên anh thuê cho cái nhà. Thế là ok. Thế là Hùng mới là khoái quá, là ở lại là cứ ngày nào cũng đi chơi với cả mình đấy, đi đi chơi là sáng ra là tối, chiều về là anh em mà nấu cơm nấu nước với nhau ăn uống nấu nước sáng nóng ruột. Anh ơi, nóng ruột quá thì bảo anh ơi, phải đi thuê nhà thôi, không thì đôi kia sắp xuống rồi mình bảo bình tĩnh. Thế là đúng trước khi 2 ngày nên là mình cũng giới thiệu là tìm cho cũng một cái nhà cũng ở một cái anh người Việt Nam đấy, mình cũng biết mà. Đấy là anh Nhân đấy, thì mình bảo là có chỗ anh Nhân để mai mai đưa đi lên chỗ anh Nhân, để anh bảo anh Nhân, nhờ anh Nhân đấy cho các em ở trong một cái phòng ở phía sau ấy. Thì là ok, chỉ cần việc đưa máy móc vào dọn vào ở thôi, không có vấn đề gì cả đấy. Thế là trước hôm đấy thì mình bận, thế là dùng đi cùng một anh khác nữa xuống đấy, thế là anh Nhân cũng tất cả là đều ok hết. Thế là chỉ trong vòng có 1 ngày thôi là có địa địa điểm các thứ đầy đủ, điện nước rồi các thứ là chỗ nấu ăn nấu uống, đồ ăn đồ uống. Thế là hôm sau thì là bắt đầu ngày hôm sau thì hôm mà bắt đầu gặp Linh đấy, là ngày bắt đầu xuống rồi đấy. Đầu tiên là gặp gặp Linh thì là mình hôm đấy là mình cũng đi đi là đi làm về, mình đi hôm đấy là đi công trình cách nhà khoảng tầm 400 km. À, cách nhà của chúng ta 400 km thì lúc đấy là chỗ mình đi ấy, thì là lại là lúc ấy Linh Philip lại là ở trên đấy, lúc đấy chưa chưa xuất hiện Linh Philip, là Linh Philip có lẽ là Linh Philip với cả Quang Linh đã rồi là đã nói chuyện với nhau là sẽ là Linh Linh Philip là về sát nhập vào tem rồi, nhưng mà Linh Philip ấy đang ở ở rất 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 là xa, mà lại tình cờ hôm đấy là mình lại cũng lại ở ở cái địa điểm xa ở chỗ Linh Philip đấy. Thì là Hùng ca ca mới gọi điện, anh ơi, anh đang ở đấy thì là anh đón hộ em Linh Philip Linh Philip về 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 dưới là dưới 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 này của em với. Thì mình chả biết là Linh Philip là ai, hay mình nghĩ là ông này là ông Quang Linh. Thì bảo ok, thế là để anh đón luôn. Thế nào mình lên mình đón Linh Philip xuống, mình bảo không phải đây, không phải ông Linh. Thế là trò chuyện với cả Linh Philip ở trên xe đấy một lúc đấy, thì là Linh Philip bảo bây giờ em mới bắt đầu vào là làm gọi là làm cho Quang Linh ấy đấy, làm cho Quang Linh rồi thì sau đấy là đưa về đến nhà. Anh em mà đưa về đến nhà đấy thì mới bắt đầu mới gặp Quang Linh, là bắt đầu là lần đầu tiên mình vào, mình xuống xe vào là thấy đang đứng ở cổng, mình đang thấy đang đứng ở cổng nhà mình. Thế là đứng kiểu như này, đứng là cứ ngơ ngơ như này. Quang Linh ấy, Quang Linh ấy đứng.
cứ ngơ 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 đấy, cứ đứng 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 nhìn, cứ đứng đứng nhìn này ngơ ngơ. Thế là xong rồi mình đỗ xe, mình nhìn từ xa nhỉ, ô đéo ông Linh này bị làm sao đấy, bị làm sao mà nhìn nhìn mặt ngơ 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 lắm đấy. Lúc đó mình đứng từ xa mình tả, mình tả cho các bạn biết, nên là mình tả. Thế là mình xuống xe, thế là mình cũng nhận ra, thế là mình cũng chủ động mình chào trước, bảo ơi chào Quang Linh nhá, chào Quang Linh nhá. Thế là Quang Linh mới chưa biết mình là ai cả. À, Quang Linh bảo một câu bảo, vâng em chào anh. Thế là hai anh em chưa chưa có gì để nói chuyện, chưa chưa có gì để cả. Thế là mình đi thẳng vào trong nhà. À, lúc đi đi thẳng vào trong nhà mãi cho đến tận buổi 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 tối. Mình không nhớ ngày đâu, biết nhớ ngày chỉ nhớ tầm tầm tháng tầm tầm này năm ngoái thôi. Buổi tối hôm đấy thì là bắt đầu là ngồi vào là ăn cơm, nhà tổ chức cơm có khách thì bao giờ nhà cũng làm cơm tiếp khách ấy. Là bắt đầu là thì hôm đấy mình lại ngồi cạnh Đông Paulo đấy, ngồi cạnh Đông Paulo. Mình cũng chả biết ông này ông nào ạ, nhưng mà còn không không biết mặt, không biết tên, không biết tuổi, chỉ biết là đi cùng ở trên Lưu Bang Gu xuống thôi. Thế là ngồi đợt đấy, đấy là cái duyên đầu tiên ấy, là gặp Đông Paulo lại còn ngồi cạnh nhau. Có vẻ nó hả ông nhờ, nó có xem cái clip này thì vẫn nhớ quả buổi đầu tiên đúng không? Buổi đầu tiên là cứ gặp mình là gọi anh Tiến là díu dít. Mình lúc đấy mình chưa nói tuổi mình đâu, mình thì là mình với cả Đông là bằng tuổi nhau, mình là sinh năm 86 các bạn ạ, bằng tuổi Đông Paulo. Lúc ấy Đông Paulo có chưa biết là cứ một câu anh hai câu anh là rối rít tít cả mù lên đấy. À, anh em chén chú chén anh là bắt đầu là uống rượu là say sưa, say say nhưng mà chưa xưa say là uống rượu. Thế là hôm đấy là xong, kết thúc buổi hôm đấy thì là anh em là cũng về là cũng giao lưu số điện thoại xong là về đấy. Về thì mình bảo là có cái vấn đề gì thì cứ alo, cần gì thì giúp đỡ thì cứ alo. Ở trên này thì có anh Hòa với cả mình đây, thì là mọi cái đều alo. Anh em xuống đấy là cứ là làm việc thoải mái đấy, bởi vì bên này các bạn ạ, cái công an pháp luật các thứ ấy, họ nhìn thấy người nước ngoài ấy, họ hay làm khó lắm, đấy, họ cũng hay làm khó. Nhưng mà đối với gia đình nhà mình thì cũng đỡ hơn, bởi vì là cũng có quen biết ấy. Đấy. Đấy, thế là xong là lên đấy được mấy hôm thì là anh Hòa cũng giới thiệu cho Linh là ông chủ tịch huyện ở trên đấy, rồi là mấy cả một ông trưởng công an huyện nữa. Đấy, thế là còn có cái vấn đề gì ở trên đấy thì là anh em cứ giải quyết là, đấy. Đấy là đấy, thế là cũng đợt đấy là cứ thỉnh thoảng là cứ một tuần lại về nhà một lần, anh em một tuần lại về về nhà một lần, xong là dần dần là cứ ngồi nói chuyện với nhau là lại mỗi lần là hiểu hiểu nhau hơn. Đợt đấy là mình vẫn còn chưa biết là Linh với cả Hùng ca ca với cả Đông, Hùng ca ca với cả Đông giúp nông nghiệp ở trên chỗ nhà anh Ninh đầu đâu hồi đấy. Lúc ấy mình hoàn toàn mình chưa biết, mình chỉ biết với Linh thôi. Thì mọi người sau đấy là mình bắt đầu mình về mình mới xem lại các cái video của Linh, về tất cả tất 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 tất, tất, tất các cái video của Linh là từ 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 đấy về trước. Có nhiều video mình xem cũng buồn cười, nên là dần dần là cũng quý. Mình thấy là khi mà tiếp xúc với cả Linh ấy, mình thấy cảm giác là có một con người là rất rất là chân thật đấy. Anh em dân rất, rất chân thật, đâm ra là Linh không những được các bạn bè xem qua màn ảnh nhỏ quý, mà kể cả các người dân ở trong tỉnh ấy, nên là gặp cũng rất là quý Linh vì cái tính cách của Linh đấy, của Quang Linh ấy. Đấy, thế là cho đến một ngày là khi mà anh em đã nói chuyện với mình, với mình lên đấy đi làm các cái việc đấy, mình thấy bình thường, chả có cái gì để cho mình chú ý đến cả. Đấy, khi mà mình vẫn hỏi là thế bây giờ là lên trên đấy là em làm cái gì, thì là Linh vẫn bảo là em
nên em xây nhà cho bốn bốn anh em, bốn anh em trong trong công tem em, mấy anh em làm cho tem ấy, Victory với cả mấy bạn đấy, Martiloi đấy đấy. Thì mình nghĩ như thế, nếu mà xây nhà như thế thì với đối với cá nhân của Linh như thế, mình vẫn thấy là đầu tiên là rất là tốt, so với đấy là cái phía của Linh là cũng là rất tốt, nhưng mà mình cũng không không để ý nhiều lắm về cái vấn đề đấy. Còn cái vấn đề về nông nghiệp thì lúc đấy là bắt đầu là xây trồng rau, mới xây à bắt đầu mới xây những đợt đấy là xây xây chuồng lợn. Mình nhớ nhớ mang máng là cũng xây song song bên nông nghiệp thì đang xây chuồng lợn. Như thế mình không để ý, cũng không để ý lắm đâu. Cho đến hôm mà Linh là nói với mình ấy, là cái về cái vấn đề về cái dự án làm cho để sửa chữa lại trường học, mà do chính đầu tiên là chính tiền của Linh với cả tiền gì đấy, tiền mà bán áo đấy, trường học gọi là cái dự án là để cho 5.000 cháu đến trường ấy. Đấy thì lúc đấy là mình bắt đầu là mới thực sự là giật mình, thì bởi vì là công ty của mình với cả chú Anh Hòa là cũng đang xây dựng một cái trường học cho các trẻ mồ côi ở trên thành phố ấy, sắp hoàn thiện rồi, chắc là khi nào mình sang đấy là sẽ là cắt băng khánh thành, nhưng rất hoàn thiện đấy. Thì mình thấy là nó bắt đầu là hai bên là bắt đầu nó mới trùng cái như kiểu là trùng cái ý tưởng đấy, nên là bắt đầu là ngồi sâu hơn, nói chuyện sâu hơn về các lĩnh vực công việc. Thì là càng ngày thì là xong là càng mới thấy là Linh là xong là ra đi giúp rồi là dân ở đấy là xây nhà, thì bắt đầu là có ý tưởng thấy bà cụ nghèo đấy, đúng đợt 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 đấy không biết là bắt đầu đấy. Thế là nói chung là mình sau đấy thì mình bảo Linh à, cái công việc của em ấy làm ấy anh thấy rất là hay, rất là tốt và rất là ý nghĩa đấy, thì nếu có bất cứ một cái gì cần sự trợ giúp của anh thì anh sẽ trợ giúp hết mình trong cái thời gian mà anh rảnh ấy, lúc anh rảnh ấy, kể cả về cái xuất hiện gọi là công ấy, là không biết là mình diễn tả như nào, là kể cả không những về 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 tài chính, về vật chất hay là về gì đấy, tinh thần hay là như thế nào đấy, thì là anh sẽ cố gắng hết mình để giúp giúp em và tem để cho các em thuận tiện nhất, để các em có thể làm ở trên bản đấy. Đấy nên là mới đầu là cũng ngại lắm, mình cũng ngại là chúng chưa không, không dám nhờ đâu, không dám nhờ đâu, là mới chỉ dám hỏi là anh ơi ở trên phố có bán cái này không, có bán cái kia không, có các cái gì đấy không, nhỏ có để đấy anh đi mua cho, tất cả những cái gì mà em mà cứ ấy ra để đấy anh đi mua cho, xong là anh em mình tính toán sau đấy. Thế là dần dần, nhưng mà Linh đều lên trực tiếp lên lên thành phố, tất cả những cái như Đông hay là Hùng hay là Linh cần cái gì là đều phi phi thẳng lên thành phố để mình dẫn đi để mua phục vụ cho công việc, bởi vì là ở dưới huyện rất là khó, rất là khó đấy. Rồi sau một vài lần đấy là mình cứ xuất hiện ở trên video đấy, ở trên video của bên nông nghiệp này, của Đông Đông Paulo này, của Linh này, thì là xong là các bạn là bắt đầu mới comment là cứ bảo là anh Tiến ơi anh làm YouTube đi, anh Tiến ơi anh làm YouTube đi, anh Tiến làm được YouTube đấy, anh Tiến làm được YouTube hay đấy. Là mình thì mình cũng có một cái gọi là tài khoản đấy, là mình cũng nghịch, thỉnh thoảng mình cũng đăng một số video nghịch đấy thôi, nhưng mà Linh đọc sau khi Linh đọc comment nhiều quá thì Linh bảo anh Tiến ơi hay là anh thử làm đi, thử làm xem thế nào. Bây giờ mình cũng bảo là anh ngại lắm, với cả anh cũng chẳng có thời gian đâu. Linh cứ vẫn động viên bảo anh cứ, cứ làm đi, xong là bảo thôi anh đứng sau, anh mình vẫn từ chối, mình bảo anh có các em có cái vấn đề gì thì anh giúp thôi, chứ còn
anh cũng không biết làm, thì là mình lại gọi là mình lại, mình chưa 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 muốn chưa làm chưa ý định đấy, này là thế là càng ngày ngày nào nhắn tin đấy, ngày nào nhắn tin cho mình cứ động viên anh làm đi, cứ anh làm đi, em hỗ trợ lại bắt đầu lại anh hỗ trợ em lại hỗ trợ cho anh, thế là bắt đầu mới mạnh dạn, thế là bắt đầu gật đầu là bắt đầu mới làm thì đấy. Đấy là một cái là sản sinh à, một cái là từ đấy thì lại có kênh Nguyễn, thêm một kênh Nguyễn Tiến nữa ra đời cũng là từ đấy, nên là khi mà có thêm kênh rồi thì mình lại càng thêm dành được càng nhiều thêm một cái thời gian mà gắn bó với cả team để hỗ trợ cho bà con, hỗ trợ cho anh em ấy, bởi vì là mình cái công việc của mình ở bên đấy làm chỉ có một buổi sáng, mà buổi sáng thôi mà cũng thỉnh thoảng thôi, nên là thời gian rảnh là mình rất là nhiều. Đấy. Đi ngủ thì cũng như thế thôi, mà thế là mới bảo là thế có khi là hay đi làm, thế là bắt đầu là đi làm đấy. Giờ đấy là toàn bộ cái quãng thời gian bắt đầu gặp nhau và cho đến bây giờ là anh em cùng đồng hành với nhau, là nó đầu đuôi nó là như thế các bạn ạ. Đấy. Đấy. Giờ thì tâm sự xong rồi thì lại ngồi uống nước trà. Đấy, uống nước trà này. Quên mất, mà cái trà này là rất là đặc biệt các bạn nhé. Trà này là trà đông trùng hạ thảo luôn nhá. Đấy, cái này là của công ty đứa cháu đây, là nó thấy cậu là cách ly là cứ đưa đến cho cậu đấy, công đông trùng hạ thảo Duca đấy, đây là của công ty đứa cháu cậu, thấy cậu một mình là buồn đấy là cứ cung cấp trà cho cậu uống, uống từ sáng đến tối uống có kể luôn đấy, không những cung cấp rượu cho cậu để nó không những cung cấp trà cho cậu này, còn cả cả rượu luôn, rượu đông trùng hạ thảo luôn. Đấy, để cho cậu bồi bổ sức khỏe. Đấy, rất là hay. Cảm ơn cháu Thơm nhá. Đấy, phải cảm ơn cháu ấy, làm video phải cảm ơn cháu. Đây, để quay sát cho các bạn rượu đông trùng hạ thảo nhá. Đấy, rượu đông trùng hạ thảo luôn. Đấy. Rất là bổ, rượu này rất là bổ nhá, rất là tốt cho sức khỏe. Mình chỉ biết thôi. À đây, cho các bạn xem, đây vẫn còn cháu đấy, nên là phòng khách bày rất là nhiều rượu, nên là các sản phẩm của công ty cháu đây, đồ của Hùng ca ca, đồ của Hùng ca ca mấy cả Quang Linh đây thì mình vẫn đưa về đây đấy. Ôi, đến đây góc quay này mình mới bắt đầu là mới mới mới, mới, mới cho các bạn biết này, đây là chiếc mũ bản của bản anh Đông Paulo đã có mặt tại Việt Nam các bạn nhá. Đấy, mình nếu mà sau này mình sẽ có điều kiện mà đi dọc Nam Bắc là mình sẽ đội cái mũ này, nó bố này lên à. Nếu mà có điều kiện mà ra 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 Tết mà Covid mà nó ổn định, đấy là mình sẽ đội cái mũ này đi khắp đất nước Việt Nam để giới thiệu quảng bá cho Đông Paulo nhá. Đấy. Bạn thấy không? Được không? Ok không? Đấy, rồi ok các bạn nhá. Thì bây giờ là cũng thôi, tâm sự thế thôi, nói nhiều quá. Lâu lâu ngày không được nói, hôm nay nói có kể luôn. Thì cũng xin kết thúc và dừng video ở đây. Thì sẽ chờ, mình cũng sẽ chờ ở đây là ngày mai thứ hai tuần sau là Linh với cả Hùng test lại, thì mình cũng sẽ nhờ 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 đứa cháu đứa bạn đứa cháu mình sẽ chạy lên đón cũng đón đón về luôn đây luôn nha các bạn nha. Rồi ok, chào các bạn.